Quan về thăm làng. Đức vua vạn tuế! Ta miễn lễ các khanh hay bình thân. Nay nhà ngươi đã đỗ trạng nguyên, tiếng tâm lừng lẫy, ta muốn giữ lại đây để phò vua giúp nước. Trước khi nhà ngươi nhận việc, ta cho phép về tạ ơn tổ tiên, thăm làng xóm họ hàng. Ta muốn ban thưởng cho ngươi một số báu vật, cho phép nhà ngươi tùy chọn. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, thần xin cảm tạ hoàng thượng đã ban thưởng. Thần chỉ xin hoàng thượng cho một chiếc nồi nhỏ. Sao cơ? Thưởng xin gì? Sao không xin lụa là, gấm vóc, vàng bạc châu báu nhỉ? Đúng vậy, ai lại đi xin một cái nồi cơ chứ? Người có thể xin nhiều thứ lụa là, vàng bạc, châu báu khác quý giá hơn. Trong cung của ta, cái gì cũng có. Dạ thưa không, xin đa tạ hoàng thượng. Thần không xin gì khác, thần chỉ xin được hoàng thượng ban cho thần chiếc nồi nhỏ thôi ạ. Mong muốn của người khiến ta rất thắc mắc. Người có thể giải thích vì sao không? Dạ thưa hoàng thượng, trước khi đi thi, thần chỉ là một anh học trò nghèo. Đói quá. Bác rượu ơi! Lại muốn mượn nồi à? Đây, nồi đây, cháu cầm lấy. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Bác tốt quá, lại luôn nghĩ cho cháu nữa. Có gì đâu. Thôi, cháu đi nấu cơm đi, kẻo đói. Dạ, cháu chào bác ạ. Sao hôm nay nhà bác ấy ăn còn nhiều cơm thế nhỉ? Bẩm hoàng thượng, nhờ có chiếc nồi nghĩa tình ngày ấy mà hạ thần mới có được ngày hôm nay. Vì vậy, hạ thần chỉ xin chiếc nồi để về trả ơn cho bác hàng xóm tốt bụng thôi ạ. Ngươi quả là người có tình có nghĩa. Vậy ta ban cho nhà ngươi chiếc nồi được đúc bằng vàng. Ngươi mang về biếu cho người hàng xóm ân tình ấy. Dạ, xin đội ơn bệ hạ. Quan trạng đã về, quan trạng đã về làng. Quan trạng vào nhà ông Sửu làm gì thế nhỉ? Bê cái gì trên tay thế kia? Tôi cũng không biết. Ôi, xin kính chào quan trạng. Bác ơi, là cháu đây, thằng Tý hàng xóm đây mà. Trời ơi, ngài chính là anh Tý đây ư? Trời ơi, cháu đã đỗ đạt rồi ư? Làm quan to rồi hả? Bác biết mà, có công mài sắt, có ngày nên kim. Sẽ có ngày này mà. Thật bỏ công bao năm miệt mài kinh sử, đèn sách. Bác ơi, cháu có được như ngày hôm nay là nhờ có ân tình của bác đã dành cho cháu bao năm qua ạ. Bác ư, bác thì có công lao gì cơ chứ? Nhiều lắm bác ạ. Đúng vậy, hai bác đây có công gì đâu. Bác ơi, cháu quên sau những tối hai bác cho cháu mượn nồi. Không, món quà quý giá như thế này bác không dám nhận đâu. Cho mượn nồi thì có gì đâu mà quan trọng, phải trả ơn to đến thế cơ chứ. Đúng vậy, thật chẳng hiểu thế nào. Thưa bà con, bà con không hiểu được đâu. Hồi đó vì nghèo, những ngày ôn thi tôi không có thì giờ kiếm gạo, được hai bác đây cho mượn nồi, nhưng luôn để thừa cơm dành cho tôi. Nhờ cơm vét nồi ấy mà hôm nay. Hóa ra là vậy. Vì nghèo, bác cũng chỉ dám làm vậy thôi. Cảm ơn hai bác. Cháu đã đỗ đạt được như hôm nay, tất cả là nhờ tình làng nghĩa xóm. Thật là phúc đức. Quan trạng không những hiếu học mà còn là người ân nghĩa, không quên thuở hàng vi. Nước nhà có phúc, có những quan ân tình, thanh liêm, giúp dân, giúp nước. Ta là cỏ, ta mạnh mẽ. Thank you.
dễ chịu quá, không tối tăm như trong lòng đất nhỉ. Ôi, cuộc sống tuyệt vời thật. Mà kia là cái gì vậy nhỉ? À, đó là cầu vồng, thường xuất hiện sau mỗi trận mưa. Bé con, em mới mở mắt nhìn đời nên thấy cái gì cũng đẹp. Từ từ rồi em sẽ thấy cuộc đời này... Thôi nào, anh đừng nói thế. Để cho cỏ em vui vẻ đi, nó còn bé mà. Anh chị nói gì vậy ạ? Không có gì đâu em ạ. Rồi em sẽ thấy cuộc sống đẹp dương nào. Thật thế hả chị? Ôi, mát quá. Cái con vật này mới đáng yêu làm sao. Đôi cánh của nó thật là xinh đẹp. Ôi ôi, nhột quá, nhột quá. Em phải quen dần đi. Đó là những chú bướm. Chúng thi thoảng lại hỏi thăm em đấy. Còn nhiều người khác nữa hỏi thăm cơ. Không phải chỉ ông với bướm đâu. Nào, nhanh tay lên anh em ơi. Ôi, đây là những bạn gì đấy hả anh chị? Họ đi đâu mà đông thế? À, đó là những bạn kiến. Ngày nào cũng chở lương thực qua đây. Họ làm việc hăng say lắm. Những bạn kiến chăm chỉ quá. Anh chị ơi, được sinh ra trên đời thật là vui. Ôi, đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Tiếng gì vậy nhỉ? Cái gì thế nhỉ? Đau quá. Có em. Em có sao không? Cái gì mà nặng thế anh chị? Dậy đi em, cố gắng đứng dậy đi. Em đau quá. Cái gì mà khủng khiếp vậy ạ? À, đó là những bước chân đấy. Chúng ta thường xuyên bị những bước chân như vậy dẫm lên. Nhưng đừng lo, rồi em sẽ quen dần thôi mà. Cố lên đi em. Ôi, thật là kinh khủng. Lũ trẻ này, sao hôm nay chạy qua đây suốt thế? Có em, có sao không em? Em không sao. Ôi, cái lưng của em. Á! À! Sao vậy em? Ôi, em bị gãy tay rồi. Cố lên em, rồi sẽ lành nhanh thôi mà. Em thấy chưa? Anh đã nói rồi mà. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như em muốn cả đâu. Đừng nói gì cả. Có việc gì thế ạ? Ờ, không có gì đâu em. Á, Đau quá. Em cụt hết cả ngọn rồi. Ơ, anh chị cũng thế à? Thế này thì sống sao nổi? Có đau không em? Anh chị còn hỏi nữa. Em chết lặng cả người đây này. Sao hết bị giẫm bẹp, lại bị gặm rủi thế này? Ôi, em sợ lắm. Cái gì thế hả chị? Cuộc sống của mình là vậy đó em. Đó là con bò. Nó phải nhờ có mình mới sống được. Đấy là niềm tự hào của họ hàng nhà cỏ chúng ta. Và cũng là sự kiên cường vươn lên trong cuộc sống. Chỉ ngày mai thôi, chúng ta lại vươn cao mạnh mẽ hơn. Không bao giờ được gục ngã. Em sẽ không thể gục ngã. Phải rồi, cố lên em. Anh chị ơi, xem này, áo em giờ đã chuyển một màu xanh khác. Phải rồi, sau những khó khăn, chắc chắn em sẽ cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn và khỏe mạnh hơn.
tình anh thương yêu. Mẹ, mẹ đi làm về rồi à? Mẹ có mệt lắm không ạ? Trời, con chưa ngủ à? Mẹ làm con thức giấc phải không? Không, con chưa ngủ. Sao vậy? Con bị ốm à? Không ạ. Con ôm cái gì trong chăn thế? Búp bê ở đâu mà con ôm ngủ vậy? Dạ, dạ, anh hai mới cho con hồi chiều. Anh hai lấy đâu ra mà cho con? Anh hai bảo là mua ở tiệm sách lớn gần trường. Con búp bê đẹp thế này, chắc đắt lắm. Tiền đâu ra mà nó mua cho con bé nhỉ? Mẹ thấy nó có đẹp không ạ? Ờ, đẹp. Thảo nào tối nay con không ngủ, vì mừng quá phải không? Dạ, vì lần đầu tiên con có búp bê mà mẹ. Ừ, tại nhà mình nghèo quá nên... Mẹ biết không? Chiều nay, các bạn trong xóm xúm lại nhà mình chơi búp bê đấy. Ừ, mẹ biết rồi. Thôi, con ngủ đi. Dạ. Tội nghiệp thằng bé. Chắc vì thương em quá nên mới làm chuyện đó. Nhưng không được. Út ơi, nhanh lên, không muộn bây giờ. Mẹ ơi, chúng con đi học đấy ạ. Ừ, các con đi nhé. Em ở nhà ngủ ngoan nhé. Chị đi học, trưa chị lại về. Nhớ đừng đi đâu chơi nhé. Con chào mẹ, con đi học. Chào chị. Con búp bê này có phải ở quầy của chị không ạ? Ồ, phải rồi. Mà sao em? Dạ, chẳng là chiều qua thằng bé nhà em nó đem con búp bê này về tặng cho con bé Út. Vậy sao giờ em lại mang nó tới đây? Muốn trả lại nó cho chị à? Dạ, không phải em trả đồ, mà em xin trả tiền. Tiền gì hả em? Dạ, tiền mua. Chắc là thằng con em lấy búp bê của chị mà chưa trả tiền. Nó nói với em thế à? Dạ không, vì nhà em cũng không dư giả gì. Em chỉ sợ nó trẻ người non dạ, thiếu suy nghĩ, lỡ lấy con búp bê mà chị không biết. Tức là em nghĩ con mình lấy trộm đồ. Thế trước đây nó hay ăn cắp à? Dạ không, không có đâu ạ. Chẳng qua tự dưng nó mang con búp bê về, nên em mới nghĩ... À, thì ra là vậy. Mà này, em có nhìn thấy mấy cái lồng chim treo ở đằng kia không? Dạ, có ạ. Hơn tháng trước, cậu con của em bữa nào đi học về cũng đứng tần ngần trước quầy của chị, nhìn con búp bê này một lúc rồi buồn thiu đi về. Chị thấy lạ, hỏi thì nó bảo muốn tặng con búp bê này cho em gái mà không có tiền. Trông thằng bé tội nghiệp, chị động lòng thương, nên chị mới dẫn nó đi gặp chồng chị, xem có việc gì có thể cho nó làm không. Em nhìn kỹ những chiếc lồng chim ấy đi, những chiếc nan ấy đều do bàn tay nó làm đấy. Thật, thật vậy sao chị? Đúng, thằng bé nhà em thật cần mẫn. Nó đã làm cho đủ tiền để mua bằng được con búp bê này đấy. Em à, món đồ chơi tuy bình thường, nhưng chị nghĩ nó thật vô giá với mẹ con em. Hãy giữ nó cho đẹp mãi. Em cảm ơn chị. Suýt chút nữa thì em trách nhầm thằng bé. Thôi, em xin phép về. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.